Khoảng 15 giờ 30 ngày 3 tháng 11, ô tô con màu xanh hiệu Samsung chưa rõ rệt biển số lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Khi đến đoạn trước cửa nhà hát Quân đội đã đâm liên hoàn vào 2 xe máy và 2 ô tô. Tại hiện trường, ô tô gây tai họa biến dạng phần đầu, một xe máy đổ nghiêng, nhiều đồ đạc rơi rải trên đường. Theo một nhân chứng, người này nghi vấn nam lái xe điều khiển ô tô màu xanh ngủ gật. Đại diện đội cảnh sát giao thông số 6 Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an quận Nam Từ Liêm điều tra vụ việc. Tai nạn khiến 3 người đi trên 2 xe máy bị thương, trong đó có một trường hợp gãy chân, không có trường hợp nào tử vong, đại diện đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết. Hình ảnh hiện trường tai họa. Ô tô xanh gây tai họa. Sự cố khiến một người bị thương nặng nề nhất là gãy chân.